Annyeonghaseyo, xin chào buổi sáng tất cả. Annyeonghaseyo, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Nhân đây, mà mình hôm nay thì hôm nay cùng dân quá và ở nhà thì coi hết YouTube, Netflix xong rồi hôm nay thì sáng hôm nay ngồi mở lại cả YouTube của mình để coi luôn. Buồn chán quá không biết làm gì hết và xong rồi mình cũng rảnh nữa. Thì mình đã tìm hiểu và mình đã đầu tư được một cái món đồ chơi rất là hay và mình muốn giới thiệu cho mọi người trong ngày hôm nay. Cùng xem cái món đồ chơi đó là gì nha. Đây chính là món đồ chơi mà Nhân vừa mới đầu tư. Chân dài miên man, một em sao ba có tên là Hawk. Không biết có đọc có chính xác hay không nữa. Nhưng mà đây là một thương hiệu đến từ Mỹ. Và Nhân vừa mới đầu tư cái sao ba này thì là cái sao ba thì ngày xưa Nhân không có để ý cho đến âm thanh cho lắm đâu. Nhưng mà gần đây thì tại vì là xem TV nhiều thì là mình cũng cảm thấy là cái âm thanh mình chưa được ưng ý lắm. Do đó là mình đã tìm hiểu và mình đã quyết định là đầu tư một cái sao ba để sao để là cái âm thanh cho nó sống động hơn, nó chân thật hơn và nó tai nghe nó đã hơn trong phòng. Tại vì TV thì càng ngày nó càng mỏng và cái số lượng âm thanh thì âm thanh nó phủ qua bên dưới nè hoặc là hai bên. Do đó là cái âm thanh mà nó phát về phía trước á nó không có nhiều mà nghe không đã lắm. Thì mỗi chương trình nó lại không có được sống động giống như là chất lượng những cái loa mà nó phát, những cái bộ loa mà có tới 5-6 loa. Thì cái loa sao ba này nó có một cái ưu điểm đó là nó tích hợp luôn cả 2-3 cái loa ở trong một cái thanh dài này ha. Thì đó là một cái thanh dài có hai tích hợp 2-3 loa. Xong rồi nó còn có một cái cục sub ở bên này ha, là một cái cục sub mà nó để phát ra những cái âm trầm. Cho nên là mấy hôm nay thì mình ngồi mình xem TV thì rất là đã. Những cái trải nghiệm thì nó vượt xa so với ngày xưa lúc mà mình chưa có đầu tư cái loa này. Hiện tại bây giờ thì đó mọi người nhìn nè, cái dây thì mình chưa có vừa ý lắm, nó cũng hơi gọi là chưa có thẩm mỹ lắm ha. Thì mình sẽ làm một cái khung mà nó cho cái này nó lên trên này nó như cái hình đây. Cái này mà mọi người coi. Mình sẽ làm vậy trong tương lai ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình review một số cái âm thanh, một số cái tính năng cho mọi người xem là vì sao là mình lại đầu tư cái loa này và mình cảm thấy là nó còn là một cái loa mà tầm trung thôi, cũng không có mắc tiền lắm nhưng mà nó rất là chất lượng, nó rất là tốt, rất là hài lòng, rất là vừa lòng với cái chất lượng âm thanh của sao ba này. Mình cùng thử nghe nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ nói sơ qua một số cái tính năng ở trên cái nó có một cái remote điều khiển này, điều khiển từ xa nè, nó có điều khiển từ xa thì cũng rất là tiện lợi thôi. Nó có nút giảm bass âm, tăng bass này, tăng volume, giảm volume, mấy cái nút này bình thường rồi ha. Còn đây nó có 3 chế độ, chế độ xem phim, chế độ nghe nhạc và chế độ buổi tối. Buổi tối thì nó sẽ giảm âm lượng lại cho nó cho mình ngủ ha. Còn rồi nó có thêm 3 cái mức tăng giảm của âm của cái tiếng nói rồi nè. Thì cái mức số 1 này thì cái nhạc nó sẽ to hơn. Xong rồi cái tới mức thứ 2 là mức trung bình nè. Rồi mức thứ 3 thì cái âm lượng cái giọng nói nó sẽ lớn hơn. Để mình coi những cái chương trình bóng đá hoặc là những cái chương trình thời sự á thì mình sẽ tăng cái lực dung lượng tiếng nói lên ha. Rồi thì mình sẽ test từng thứ một cho mọi người xem. Đây bây giờ thì mình sẽ thử cái nút chế độ xem phim ha. Rồi. Những lời mà người đọc quốc muốn được nói ra, những suy nghĩ mà họ muốn bộc bạch, cho nên chúng ta sẽ thay họ đọc ra những điều đó. Tôi là Han Jae-woo, đến từ công ty hướng tới thiên đường. Em là Han Jae-woo. Đó, mình bấm vào chế độ buổi tối thử nè, xong rồi giờ mình chuyển lại chế độ phim nè. Ba luôn ở bên cạnh Jae-woo mà. Anh ta đã di ngôn gì lại cho tôi? Anh ấy mong rằng cô Cho Sang-woo sẽ trở thành người giám hộ của con trai anh ấy, chính là Han Jae-woo. I'm not afraid to die.
Trần ơi, dễ thương ha. Phát rồi, phát ơi, phát. Dạ, cái gì của em ạ? Cái gì của em? Lấy cái tay lại. Trời ơi, đang coi hay quá mà giờ phải làm việc nên là mình phải chuyển qua chế độ buổi tối. Thì nó sẽ giảm cái âm bass với lại âm trầm đi. Bây giờ thì nghe nó sẽ đỡ ồn hơn. Ok mọi người, vậy là mình vừa mới review sơ qua cho mọi người về cái sao ba mình vừa mới mua ha. Thì đó chỉ là những cái trải nghiệm của mình trong những ngày vừa qua, khi mà mình vừa mới trải nghiệm vài ngày cái loa này. Thì nói chung là mình thấy là đây là một cái loa mà nó cũng gọi là khá ok, mức giá nó cũng ok cho một cái gia đình nhỏ như mình. Thì bây giờ hiện tại thì người ta đang sale, thì trên các trang thương mại điện tử thì mọi người có thể tìm được cái bộ loa này với giá khoảng gần 5 triệu thôi. Thì mình thấy đây là một cái bộ loa tầm trung và nó cũng khá là ok, thì mọi người có thể tham khảo ha. Thì mọi người nếu mà ai mà muốn tìm hiểu thêm về những cái tech, những cái đồ công nghệ á, thì mọi người có thể lên trang web của cái loa này để tìm hiểu thêm một số cái công nghệ nữa, một số tính năng nữa ha. Mình thì mình chỉ trải nghiệm thôi, đơn giản trải nghiệm thôi. Rồi ok, nếu mà mọi người thích cái video này thì mọi người hãy cho mình những cái like, hãy comment ở bên dưới và hãy nhớ là share cái video này giúp mình nha. Và mình chúc cho mọi người có những cái ngày stay home gọi là an toàn, và chúng ta hãy đợi cho cái dịch qua đi rồi chúng ta tiếp tục tung tăng đi chơi nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt. Anh nhau.